Chào anh chị đã quay trở lại với Bắc Đảo Ngọc Phú Quốc và chúng ta đang có mặt tại hệ sinh thái của tập đoàn Vingroup tại phía Bắc Đảo. Và mới đây nhất thì chủ đầu tư Vinhome trực thuộc tập đoàn Vingroup đã giới thiệu và cho ra mắt một sản phẩm mới, đó là căn hộ The Fairway Phú Quốc với một dòng sản phẩm bất động sản mới với xu thế dẫn đầu và tiếp sóng phá băng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Các cái vị trí được khoanh màu vàng ở trên màn hình anh chị nhìn thấy là những vị trí, những ô đất thực tế thì chủ tư sẽ xây các cái tòa căn hộ tại khu vực này. Và tại đây thì một dự án tên là The Fairway Phú Quốc với những cái tòa căn hộ có số tầng cao tối đa là 8 tầng trên tòa và thiết kế hình cánh cung với hai phong cách thiết kế, đó là Indochines, dòng trải thời gian, và Tropical, tuyệt tác thiên nhiên. Đa dạng các cái loại diện tích từ 25 đến 30 mét vuông. Cái số lượng diện tích căn hộ từ 25 đến 30 mét vuông thì sẽ chiếm khoảng 40%. Căn hộ diện tích từ 30 đến 40 mét vuông thì sẽ chiếm 20%, và căn hộ diện tích từ 50 đến 55 mét vuông sẽ chiếm 15%. Còn lại thì chúng ta sẽ có căn hộ diện tích từ 65 đến 75 mét vuông căn góc thì sẽ chiếm khoảng 15%. Và xung quanh các cái tòa căn hộ này thì anh chị cũng biết rằng tập đoàn Vingroup tại Phú Quốc thì cũng đang hiện diện rất nhiều các cái tiện ích độc đáo, ấn tượng với bể bơi tràn bờ, có bể cá bao quanh, phòng trị liệu, phòng thảo mộc. Ngoài ra thì các cái tiện ích ngay cạnh nhà và trực thuộc hệ sinh thái của Vingroup tại Phú Quốc thì cũng là hàng loạt các tiện ích khủng quy tụ trong quần thể All-in-One duy nhất tại Phú Quốc. Chúng ta có thể nhìn thấy tại đây, đây là một hệ sinh thái trải dài của Vingroup tại bờ Tây Bắc Đảo Phú Quốc. Và khi anh chị sở hữu những cái tòa căn hộ này thì chúng ta được hưởng trọn vẹn những cái tiện ích bao bọc những cái tòa căn hộ mà chủ tư Vingroup Vinhome sẽ cho ra mắt trong thời gian tới đây. Và với các cái tòa tháp căn hộ này thì với chiều cao thiết kế không quá cao, sẽ cao khoảng 8 tầng. Và đặc biệt hơn thì chủ tư Vingroup cũng xây dựng một cái khu trường học VinSchool tại Đảo Ngọc Phú Quốc và phục vụ những cư dân của Vingroup tại Đảo Ngọc Phú Quốc. Và với những cái vị trí căn hộ liền kề biển rừng như vậy thì anh chị hoàn toàn có thể có cái cơ hội sở hữu với cái diện tích khá là phù hợp. Khi chúng ta mua, chúng ta có thể vừa kinh doanh, chúng ta có thể vừa ở, và chỉ từ khoảng 150 triệu đồng, tức là 10%, thì chúng ta đã có thể là chủ sở hữu cho một chuẩn sống, một chất sống 5-in-1, tức là sống, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, đầu tư linh hoạt và an toàn. Đây là một cái dòng sản phẩm căn hộ đón đầu cho làn sóng dịch chuyển của thế hệ khách hàng đa phong cách chủ động, tức là các cái thế hệ các bạn Gen Z bây giờ thì chúng ta, anh chị cũng biết là các bạn ấy sẽ có cái xu hướng dịch chuyển rất nhiều và làm việc chủ yếu trên máy tính. Thì những cái không gian thư thái, đặc biệt là những căn hộ gần biển, sẽ là cái tương lai và cái xu hướng dịch chuyển, cái nhu cầu thiết yếu của những cái bạn trẻ mà họ hướng tới một cuộc sống không cố định sau này, xu hướng dịch chuyển. Ngoài ra thì đây là một cái cơ hội để chúng ta có thể sở hữu một cái ngôi nhà All-in-One với một bước chân chạm ngàn tiện ích, với phòng gym, phòng thiền, hồ bơi, bệnh viện quốc tế Vinmec, trường học VinSchool, hay các cái công viên chủ đề VinWonder, VinWorld Safari. Và đặc biệt hơn thì đây là một cái khu căn hộ là phố trong đảo, cửa ngõ của quần thể Phú Quốc United Center, điểm must try khi mà chúng ta tới với Phú Quốc.
Ngoài ra thì nó còn là cái cơ hội sinh lời bền vững, an tâm, vì đây là một sản phẩm uy tín đến từ chủ tư Vingroup. Và với những sản phẩm đẹp như vậy thì một cái lối sống, một phong cách mới thì anh chị cũng có thể tìm hiểu, nghiên cứu để chúng ta cũng có thể đầu tư sở hữu một sản phẩm. Trước đây thì chủ tư Vingroup họ bán những sản phẩm có cái tổng giá trị khá là cao, khoảng 10, 20, 30, thậm chí 4, 50 tỷ. Nhưng với cái sản phẩm căn hộ The Way Phú Quốc này thì chúng ta có cái giá bán sẽ phù hợp với nhiều anh chị. Có thể trước đây chúng ta chưa mua được những cái sản phẩm có giá trị cao thì giờ chúng ta có thể mua được những sản phẩm với vị trí rất đẹp và giá bán cực kỳ hợp lý, cực kỳ là vừa tầm, vừa túi tiền của chúng ta khi chúng ta bỏ ra để đầu tư, để sử dụng, để sinh sống hay là nghỉ dưỡng, trải nghiệm tại Đảo Ngọc Phú Quốc. Và với một sản phẩm căn hộ của Vingroup tại Phú Quốc thì chúng ta sẽ được hưởng trọn vẹn những tiện ích độc đáo nhất, được bao quanh hệ sinh thái của tập đoàn Vingroup tại Phú Quốc, một hệ sinh thái all-in-one đẳng cấp từ nội khu đến ngoại khu, với chúng ta có bệnh viện Vinmec, xe bus Vinbus, trường học Vinschool, công viên chủ đề, vườn thú, sân golf. Và đây cũng là cái cơ hội để chúng ta trở thành cư dân của thành phố đảo đầu tiên tại Việt Nam. Một căn hộ biển xứng tầm, giao hòa trọn vẹn với một cái chất sống tĩnh, động, giao hòa. Khi mà chúng ta cần không gian tĩnh lặng thì chúng ta sẽ ở trong căn hộ của chúng ta. Và khi mà chúng ta sẽ cần một không gian tươi mới, một không gian tươi trẻ thì chúng ta có thể đi ra ngoài để trải nghiệm cái không gian của Vingroup. Họ xây dựng hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Và ngoài ra thì khi sở hữu các cái căn hộ tại The Way Phú Quốc thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm đa sắc tại quần thể giải trí nghỉ dưỡng 1044 hecta tại Phú Quốc của quần thể Phú Quốc United Center, với lễ hội hấp dẫn suốt 365 ngày tại thành phố không ngủ 24/7, khám phá những cái vùng đất thiên nhiên ban tặng. Ngoài ra thì khi sở hữu cái căn hộ ở đây thì chúng ta như sở hữu một cái căn hộ tựa như là resort nghỉ dưỡng cho cả gia đình, với các cái tiện ích thư giãn, đầy đủ các cái tiện ích về gym, phòng thiền, spa ngay trong căn hộ, bể bơi phong cách resort, hay những cái tiện ích chăm sóc về sức khỏe, tận hưởng không gian về biển, thiên nhiên và liền kề của dự án. Ngoài ra thì với một số vốn anh chị bỏ ra đâu đó khoảng 1,5 tỷ cho những cái sản phẩm căn hộ ở đây có giá bán thấp nhất thì tiềm năng cho thuê cũng cực kỳ là linh hoạt. Thời gian tại Phú Quốc thì điểm đến của thế giới với xu hướng Airbnb, homestay nghỉ dưỡng, thì Phú Quốc United Center với sức hấp dẫn cả giải trí đa dạng với sòng bài, casino, Grand World Phú Quốc, Vin Wonders, Safari thì sẽ thu hút được những cái trải nghiệm của khách du lịch. Và khi chúng ta đầu tư những căn hộ tại đây thì nó sẽ có cái tiềm năng tăng giá về bất động sản, trong khi Phú Quốc đã lên thành phố và đang được chú trọng đầu tư về hạ tầng và sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển đảo lớn nhất của phía Nam. Ngoài ra thì khi anh chị đầu tư vào căn hộ The Way Phú Quốc thì với cái sự uy tín của chủ tư đó là Vingroup, tiến độ xây dựng vượt trội, một cái sản phẩm bàn giao chất lượng. Ngoài ra thì sở hữu căn hộ biển như là một khoản tiết kiệm dài hạn. Tất cả những lý do như vậy thì đây chính là cơ hội để chúng ta có thể đầu tư về The Five Way Phú Quốc với những cái thông tin mà chúng tôi đã cung cấp. Và anh chị nào đang quan tâm về một sản phẩm để sở hữu, để đầu tư, để mua trải nghiệm nghỉ dưỡng hoặc là sinh sống tại Phú Quốc thì với những cái căn hộ mở bán tại tòa Tropical và tòa Indochine trong cái tháng 10 này thì anh chị có thể liên hệ với mình qua số hotline trên màn hình để nhận thêm những thông tin tư vấn về các dự án căn hộ này, và cũng để nhận đặt
booking trước khi chính thức ra mắt để chọn được những căn hộ ưng ý phù hợp với tài chính của anh chị, để chúng ta có thể sở hữu một sản phẩm, một căn hộ tại thành phố biển đảo đầu tiên và duy nhất của Việt Nam, đó là đảo Ngọc Phú Quốc, với một quần thể thực sự là đẳng cấp, khi chúng ta bất kỳ ai cũng có cái cơ hội để sở hữu một căn hộ tại dự án The Fairway Phú Quốc này. Và chúng ta có thể nhìn thấy những cái hình ảnh, đây là những cái hình ảnh thực tế về cái hệ sinh thái của VinGroup đã xây dựng và phát triển tại đảo Ngọc Phú Quốc từ năm 2014 đến bây giờ là 2023 thì cũng 9 năm rồi. 2024 nó sẽ tròn khoảng 10 năm VinGroup có mặt tại Phú Quốc, và một hệ sinh thái được đầu tư hàng tỷ đô la hiện tại đã thành hình và một trở thành một trong những cái hệ sinh thái đẳng cấp nhất của Phú Quốc, đón hàng triệu lượt khách du lịch ghé thăm mỗi năm. Và với hệ sinh thái được đầu tư tiến độ thần tốc, đầy đủ trọn vẹn tất cả các dịch vụ, thì khi anh chị mua những cái tòa căn hộ tại đây thì nó vừa gần biển, chúng ta vừa có thể sử dụng những tài nguyên của thiên nhiên như biển, rừng, chúng ta vừa được sử dụng hưởng thụ những cái dịch vụ mà các cái đơn vị kinh doanh trong các cái dự án trong hệ sinh thái của VinGroup phát triển. Và với tòa Tropical thì chúng ta có thể nhìn thấy một phần phối cảnh của tòa Tropical mà VinHome đã giới thiệu tới bật mí tới khách hàng. Và tòa Tropical cũng như là tòa Indochine là hai cái phong cách thiết kế chính của phân khu căn hộ này, với chiều cao là 8 tầng và đa dạng các loại hình căn hộ. Và anh chị nào quan tâm về sản phẩm này thì anh chị có thể liên hệ đơn vị qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về khu căn hộ The Fairway Phú Quốc này. Và chi tiết hơn thì vị trí của những cái tòa căn hộ này sẽ nằm trong quần thể Phú Quốc United Center. Đặc biệt hơn là nó sẽ nằm ở hai bên và ở giữa sẽ là khu vực Grand Gulf Phú Quốc, khu vực thành phố không ngủ, và những cái căn shop house kế bên những cái tòa căn hộ này sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ để cho anh chị có thể trải nghiệm mua sắm và giải trí hay là sử dụng các dịch vụ khác. Ngoài ra thì các cụm trường học của VinSchool Phú Quốc cũng đang được xây dựng, và hy vọng anh chị sẽ sở hữu cho mình một căn hộ đẹp tại VinHome Phú Quốc. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.